Mà công nhận chị chồng mày vẫn khét như xưa nhỉ? Tao vẫn chưa gặp ai như bà ấy đâu. Đừng nói với tao là mày muốn làm phi công nhá. Cái gì? Hâm à? Tao cảnh báo mày là tốt nhất tránh xa ra. Được chưa? Bạn mày thứ hai thì bạn mày hỏi thôi. Mà tại sao tao lại phải tránh xa? Chỉ là người phụ nữ có nhiều tổn thương thôi mà. Đấy đấy đấy, tao biết ngay mà. Mày chưa nghe thấy câu người bị tổn thương sẽ làm tổn thương người khác à? Chưa. Này này, tỉnh chưa? Nói chuyện với mày chán bỏ xử đi được ấy. Về đây. Rốt thế. Chị Lan ạ, em đây. Mấy cái đấy chị phải ra trung tâm thương mại khu Hà Đông mới có. Thôi thôi thôi, không phải mua cho em đâu nhá. Em đầy đủ hết rồi. Chị mua cho chị thôi. Vâng ạ. Xoài ở đâu ấy cháu nhỉ? Xoài ạ, xoài cháu ở khu đằng kia ạ. À, cô thấy rồi. Cô chào nhá. Vâng, cháu chào cô. Chị Lan cực phẩm. Ờ. Chị cũng mua đồ ở đây á? Em tưởng chị phải đi mua đồ cửa hàng sang xịn mịn lên cơ. Lan cực phẩm, chọn đồ, chị có chuẩn. Đồ đây ok mà em. Mà sao em lại ra tận đây siêu thị à? À, em có công việc ở gần đây. Thế là tiện thể xong việc chạy qua mua ít đồ cá nhân mà. À. Đồ cá nhân dùng tốn nhỉ? À, em dùng cái này thôi. Mấy cái này là của mấy thằng cu em phòng tập nó nhờ mua hộ thôi. Mà chị đi mua gì mà nhiều đồ thế? Ừ, thì bây giờ chị ra đây ở hẳn rồi thì cái gì mà chả phải mua. À. Thế thôi, đi chọn đồ đi nhá, tự nhiên nhá. Đồ con gái đấy. Cháu ơi. Dạ. Dầu gội chị dầu cho mình. Quân, Quân. Sao chị nghe giống giọng mẹ chị thế? Kệ số mấy? Cô đi qua ba kệ nữa để đến đấy ạ. Đi đi, em chị. Cảm ơn nha. Quân. Dạ, chào đó bác. Quân mà cũng đi siêu thị đấy à? À, dạ vâng ạ. À, mua nhiều đồ thế mà toàn... À, cháu còn độc thân nên là một tháng cháu tổng kết vào mua một lần cho nó tiện ạ. Chăm sóc bản thân thế là tốt. Dạ. Thế nhưng sao không tìm cô nào về cô ấy chăm sóc cho? À, cháu cũng mót lắm nhưng mà đâu phải là muốn là được đâu bác. Dạ. À, thì thôi, cháu xin phép. Ờ, cháu đi nhá. Dạ, vâng ạ. Quân đây mà. Ui, thoát rồi. Đến thế. Bây giờ chị bắt taxi về nhà không tiện đâu. Để em đưa chị về luôn. Đi.